Giờ lấy gì? Em đến ngày. Đến ngày. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Quay trở lại cả mọi người nhá. Trước khi vào video thì mình muốn giới thiệu một game, game KUM nhá. Cái game này cổng game bên ngoài nó rất chỉ uy tín mọi người ạ. Thì trong game này có rất nhiều sự kiện này. Nhưng báo danh hàng ngày nhá. Anh em click vào đây sẽ được thưởng cho mọi người nhá. Có xu chia sẻ, anh em chia sẻ lên Facebook Zalo nhận bao nhiêu đồng. Càng chia sẻ nhiều thì càng được hoa hồng nhiều nhá mọi người nhá. Còn code này, anh em có code gặp đây mới được thưởng cho mọi người nhá. Còn phần nạp tiền thì nó có 6 cẩu, nhưng nạp siêu tốc, thẻ cào, mobile, cho nó bay, bay theo bay. Bây giờ mình kinh, yên kinh. Làm rút tiền là một anh em nhá. Anh em làm rút dạng không mất phí mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử một game nhá. Mình đánh long hổ mọi người. Để tí mình đánh tải mọi người nhá. Vào chơi long hổ luôn. Chuẩn bị. Ván mới luôn, vừa là 2 triệu long mọi người nhá. Anh em đợi gì? 3, 2, 1, long. Kết thúc được. 1 điểm. Hòa mọi người ạ. Bây giờ chơi lại mọi người nhá. Ván này vừa hòa. Chúng sẽ giả lại tiền. Bắt đầu kết. Lại đặt long tiếp rồi nhá. Khoảng 3 triệu luôn. Vừa hòa mọi người ạ. 3, 2, 1, long. Kết thúc được. 9 điểm. Ok mọi người nhá. Vào long mọi người nhá. Tiền cộng mọi người này. Đấy anh em mà gì mới chưa hiểu về game, anh em phải mượn tên và vẫn hỗ trợ. Để em tìm hiểu quy tắc lo chơi của nó nha mọi người nhá. Thôi mình trải nghiệm thế thôi. Bây giờ mình sẽ ra mình giới thiệu tiếp. Thì anh em có chơi có lạc có rút được người nhá. Mình sẽ đổi thưởng này. Đổi thưởng là 50.000. Anh em có tài, mình có tài khoản sẽ tích vào đây nhá. Mình sẽ rút 5 triệu mọi người. Đã đăng ký rồi nhá. Phần lịch sử này thành công rất là nhiều nhá mọi người nhá. Còn trong game này có rất nhiều trò chơi rồi, như ba cào liêng, ba cây này, tài xỉu này, số số 3D này, sóc đĩa này, tiến lên miền Nam này, bầu cua này, đỏ đen này, quay thú siêu xe này, long hổ thủy hủ này. Thì lắm ạ, tiền về mọi người nhá. Anh em nào muốn trải nghiệm mình sẽ đặt link phần mô tả về mọi người nhá. Bây giờ vào video tiếp theo với nhau mọi người nhá. Ok mọi người. Hello Mix, xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin hỏi xin chào mọi người nhá. Công tiên chào mọi người. Mọi người, hôm nay thì mình cùng với lại anh Dũng với lại anh Tiến làm video chơi ngoan mọi người. Thì kiểu nó hay chôn mình quá ấy. Hôm nay là mình quyết định làm video để chôn ngược lại nó. Tí nữa là mình sẽ mượn anh Dũng cái nước hoa. Thì mọi người biết là anh Dũng có một cái lọ nước hoa mà cả tem này nó ai cũng thích đúng không anh? Ai thích? Em thích không? Riêng em cũng thích. Mình cũng thích nha mọi người, bởi vì là hôm nay là mình đang bị không đi được đèn đỏ đâu. Em đeo mẹ xin không đeo nó mà ra quạt luôn nhớt nhác ra ngoài này ghê lắm thật. Đúng rồi. Đeo. Thì tiện cá nhân em là bị đèn đỏ nên là quyết định chôn đằng kia một vố luôn. Ô thế em không biết gì à? Không. Ô, Quang Anh nó vừa đèn đỏ bình thường mà. Ôi nó bảo ơi. Nó có mũ bảo hiểm rồi. Đúng rồi. Mặt thằng ấy nó vượt kinh luôn, nó vượt về số quá toàn đồng đồng qua. Hôm nay là ngày thứ hai em bị. Nên là thường thường nó sẽ ra nhiều lắm mọi người ạ. Có cho cũng không dám vượt đâu. Bởi vì là chẳng em bây giờ vừa chơi mà nước nó cứ ào này ra thì em mới chịu được đúng không? Đỏ nó lại còn đỏ lại nhìn được ghê. Thẻ luôn tôi nói thật là tôi gặp cái trường hợp đấy là tôi thôi. Nói thật mình là cũng chia sẻ thật mọi người. Trước là mình có yêu đứa đưa đi vào nhà nghỉ. Nó cũng không nói gì trước với mình đấy. Vào đèn đỏ thôi. Mày mặc quần áo vào bố mày đi về. Có kiểu nếu mà ví dụ như kiểu mình bị đèn đỏ như thế nó không dám chơi mình thì xem là nó có dám đi ra ngoài lăng nhăng hay là đi ra ngoài tìm chơi người khác không nhá. Thì tí nữa là em sẽ nhờ anh Dũng với lại anh Tiến là xịt cái nước hoa của anh Dũng nào là để cho xịt nhiều okay, vào okay. Xịt nhiều vào xịt nào là xịt 3 phát là được rồi, xịt nhiều nó xịt đổ cả nửa lọ cũng được. Hôm nay em quấn đầu anh sợ nó đi tìm chỗ để xả chết đấy. Kệ. Thế em tiện thể một công đôi chuyện luôn. Thằng này nếu mà nó học theo tính của bà bảo thì cũng đỡ tốn tiền. Toàn ra bụi chuối xong lúc bỏng 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 ông báo thì thôi mọi người, thế nó nhiều nữa nói với hai mọi người. Anh biết được, chắc ở ngoài kia. Thế ok. Anh em nhớ đón xem hết clip của mình nhá. Ok. A few moments later. Ngồi đi đây. Súng à. Nhớ nhá, tí lúc là tao mà gây. Vào vị trí đi nhá. Đấy, ok. Quay. Đóng cửa mày vào. Đấy, sửa video. Nhìn. Sao? Mít vừa mua quần áo mới mà lúc nào? Tao vừa mới giao hàng về lúc 6 giờ sáng nay. Tao dậy trước mày. Để tao ngồi đây ngắm.
Đẹp phết đấy nhỉ? Em ra em quay cả một vòng cho nó nhìn nhé. Nhưng mà hơi to. Nói hết cả hình chữ V nhỉ? Nhưng mà tao, anh Vương bị chê mày đấy. Quang sao? Là ai hốt mà. Anh là anh nói thật mày nhá. Đúng không? Người yêu chứ. Là như này đúng không? Mày vào mày bảo đứng lên quay vòng. Ít ra mày vào mày phải bảo một câu là ui em mua quần, em mua áo đâu mà đẹp thế. Hiện mày như này. Mày vào đi. Mặt nghe đứng cửa đi. Đẹp mà. Đẹp không? Đẹp. Nói chung là đẹp đúng không? Phải bó lại tí đẹp. Ừ, phải bó lại ở đây. Bó lại tí ở đây. Mắt thẩm mỹ ghê nhỉ. Mà bụng này hơi bé. Ở nhà lần sau anh dạy mày một cái phương châm phải không? Sao? Lần sau ấy, hiểu không? Này, mít nữa, sợ ấy nhưng mà tôi anh nói thật là cũng phải nói thật cho là ở nhà cho mặc như này thôi không? Ra ngoài đường là phải cho mặc bikini điên ra ngoài đường cho mặc kín là kín treo kín mày à, mày có quần áo đi làm chưa rồi mặc như kiểu công nhân ấy. Ờ, thế ra ngoài đường bọn nó mới đỡ ngắn ở nhà mặc này thôi. Ra ngoài đường mà mặc như này á mẹ chứ là qua cái hả mẹ tao bảo rồi bao nhiêu lần mày cho bọn tao nhìn ăn cơm chó các thứ mày xong bây giờ mày lại cứ như thế thằng này anh bảo vợ anh đấy tao vợ tao đang bầu và đấy mày thích nhìn được không tao cho mày nhìn tao đi buổi tao đi tạo đi đâu ở đây nhìn đi làm việc nào tao đi làm việc tao đi làm việc chưa ừ gì khổ thế nước mặc cái này ấy nó dễ à ừ đang đợi em đẹp cái ở đây phòng thôi. Còn nóng quá. Nhưng mà bọn em không thấy nóng đâu. Tức ngồi. Nhìn. Em không thấy nóng, hôm nay em thấy trời thật là mát. Ra đây ông gái. Không. Ở phòng khách. Qua nhà luôn. Đâu chốt rồi vào đấy chút. Chốt được. Chốt đấy là chốt cho em mua ạ. Ra đây. Ra quạt cho anh ngay. Thôi bật cái quạt cho anh ngay. Tao ở xa hay mày ở xa? Thì đứa nào gần thì tự ra mà bật. Giọng đấy không điều hòa đấy. Nhìn anh đọc vô nhà, mọi người quay đúng đi nữa. Đi nhanh. Mẹ thích gì. Vã làm sao. Mày lên mà có lên đâu mẹ mày vã. Mấy cái người chỉ có quay đi xin mẹ. Cứu đi, cứu nó đi. Mày cởi trước đi nào. Đến xem của mày hôm nay vãi như nào mà. Mày ghen lên đây. Nó không khác gì mọi người. Mọi hôm mày chơi là chán. Nó kiểu khác hơn khác mọi hôm ý. Nó bị rực rực kiểu gì. Rực kiểu gì? Chim nhảy nhảy. Ừ. Chim nhảy nhảy hả? Đáng nhiên. Chim mày bị ăn xong mày nhảy ấy. Mày thì trả lời. Hả? Chim mày bị ăn xong mày nhảy. Lứng. Kéo con ra nhanh. Mày lắm, cởi cởi được ít chặt lắm. Nhanh xuống. Nhanh nhanh xem nào. Xem nào. Đây. Xem nào, xem nào. Xong rồi xem là chả xem. Xong rồi thì lại xem lại đâu. Điền là nhanh nhanh. Cái ra. Từ từ. Gì nữa. Chứ mà hôm lên phập luôn như mày nèo bẻo đấy. Cái ra không có tin nó không cho mày phòng nữa không? Dày gì? Cái này cởi ra là xóa áo hay là được? Cái con đâu sắp cởi ra
Đây cởi áo con ra nè. Không cởi được áo con, áo này bên trong có lớp áo đây mày. Không cởi được. Tao cởi xuống. Hồng áo tao mới mua. Áo tao mới mua. Áo mới mua. Đây đây. Không cởi được. Cởi áo con ra đã thôi. Đâu cởi mọi. Bỏ ra tao cởi, bỏ ra tao cởi. Đây. Cởi áo con ra. Nhìn. Đâu xem nào, quấn lên thế nào. Đây. Quấn áo. Đây. Ai ơi mà. Đây. Bắt lao đi. Xin đen à? Nhìn. Nhìn. Không miếng. Đây. Không miếng đi. Đây. Cho miếng này. Chưa. Đây, xúc tí đi rồi xong rồi chọn. Không hư thế. Từ từ đang suy nghĩ xem hôm nay chơi thế gì. Doggy cũng được. Không, Doggy không thích chơi Doggy đâu. Truyền thống. Doggy chơi đau chân. Trời ơi, con. Sao giật quá đi. Nhìn. Đây, đây, bỏ ra tao nằm xuống để chơi truyền thống. Đây. Đó, kéo con. Cứ vào đây mình thích cỡ gì mình cỡ. Chết. Từ từ kéo con đã. Cái ra đi. Tao không cởi được. Đi đâu. Mày mới tóc mình mua đèn áo khác nhá. Đừng chứ mày. Em tự khởi đi cho nhanh. Đâu, để xem nào. Ai ốt mà. Nhìn nhìn cái tay mày. Chưa rồi. Sao? Không, chưa. Cứ chơi đi, chơi đi. Cởi quần đi, cởi quần đi trước đi, cởi quần anh trước đi. Cởi quần em. Ơ chết rồi. Gì nữa? Cởi quần lúc mày không nói. Sao? Mày ăn dâu. Sợ ăn dâu lấy gì? Em đánh mày. Đánh mày. Cái này. Hả? Ui giời ơi. Con mà lá cho. Em vượt. Đến hôm nay chưa? Hôm nay không thấy. Ui trời ơi, chả hết ra đây nhỉ. Nào đéo có bao. Ừ, vậy chơi chả hết ra đây làm sao mày giặt được chăn chiếu. Ừ, chả hết tí cong lên mùi. Ôi, mày, mày. Thôi làm cái đi. Thôi. Vã lắm rồi. Ngày kia. Cái kia nó hết. Cái kia anh không thèm ấy sao? Hôm nay anh thèm luôn. Đợi này kia. Thì cứ giữ như thế cái này kia. Mày ngáo hả? Miệng nó chảy ào ào ấy. Mày biết thừa tao hôm nào đến nó chả ào ào ào. Thế sợ làm gì đấy bây giờ? Mày biết đâu. Cho tiền đi chơi gái nhá. Thôi. À không rồi, mày ra búi chuối xuống anh bảo ấy. Điên à. Người ta nhìn thế. Khoét cái lỗ ở đây xong bị đâm vào đây. Ra thật đó, bỏ ra xem nào. Thật. Này. Này. Tại anh ta đến ngày nó không nhớ bộ. Cái thăng được cái nào mẹ nó nhảy. Đi ra bụi chuối đi. Điếu thèm. Này nó bẹ vào.